Thưa quý vị, chiều ngày 12 tháng 10, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai quyết định số 22/2023 trên QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu An Giang có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Công an, đồng thời thảo luận làm rõ hơn ý nghĩa của quyết định số 22 và thống nhất những giải pháp để đưa chủ trương này thực sự đi vào cuộc sống, phát huy đầy đủ giá trị đối với xã hội nói chung, đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng nói riêng. Thời gian qua, với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức xã hội đã phát huy vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng công an nhân dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án tù. Theo đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội trong việc quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù, ổn định cuộc sống, không tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận, biểu dương Bộ Công an và Ngân hàng Chính sách Xã hội đã chủ động phối hợp với các bộ ngành có liên quan, nghiên cứu xây dựng tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 22 và kịp thời tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt triển khai thực hiện các nội dung trong quyết định nhằm thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách này. Đồng thời khẳng định, quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ rất có ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu thiết thực và cung cấp nguồn vốn nhằm tạo công ăn việc làm, sinh kế cho những người không may lầm lỡ vi phạm pháp luật, qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công an chủ trì tổ chức triển khai thực hiện quyết định số 22, chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai quyết định số 22 có hiệu quả, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đưa chính sách nhân văn nhân đạo này thực sự đi vào trong thực tế đời sống. Ngân hàng Chính sách Xã hội là cơ quan trực tiếp triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, nên thực hiện tốt các quy trình, thủ tục cho vay, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đồng thời cần chủ động để đảm bảo nguồn vốn cho vay. Chiều ngày 12 tháng 10, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Tại hội nghị, các đại biểu đều bày tỏ sự nhất trí với việc sửa đổi bổ sung một số điều của dự thảo luật các tổ chức tín dụng. Qua đó sẽ giúp các tổ chức tín dụng hoạt động một cách lành mạnh, hiệu quả, hạn chế nhiều rủi ro, không an toàn trong hệ thống tài chính và tổ chức tín dụng, thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế. Đồng thời, đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến đối với dự thảo luật như khái niệm, từ ngữ. Trong đó, ban soạn thảo cần sửa đổi bổ sung thuộc các nhóm vấn đề liên quan đến ngân hàng và xử lý nợ xấu. Các nội dung xoay quanh việc can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt và chuyển giao bắt buộc, nhóm vấn đề liên quan đến các công ty tài chính tiêu dùng, xử lý cung cấp thông tin liên quan đến Nghị định số 13 của Chính phủ, đề nghị về hạn chế cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Các hoạt động của các tổ chức tín dụng cần tiếp tục được hoàn thiện để phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với dự thảo luật tổ chức tín dụng sửa đổi. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp trình ban soạn thảo tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Thưa quý vị, ở thành phố Long Xuyên, dẫu diện tích nông nghiệp không còn nhiều như các địa phương khác, nhưng mùa nước nổi đối với nhiều bà con nơi đây vẫn là mùa ăn nên làm ra với các sản vật đặc trưng như cá linh, cá rô, cá lóc cùng các loại rau muống đồng, bông súng, bông điên điển được người dân đánh bắt thu hoạch mang về bán tại chợ, tăng cả về số lượng lẫn chủng loại. Năm nay, đến thời điểm này, nước về ở mức thấp, nguồn sản vật tự nhiên cũng giảm đáng kể, khiến việc đánh bắt trong mùa nước nổi của những người mưu sinh theo con nước cũng vất vả hơn. Hàng năm, mỗi khi nước tràn đồng, cũng là lúc nhiều người dân chuồng chen trên địa bàn thành phố Long Xuyên lại tất bật chuẩn bị nhiều ngư cụ để ra đồng đặt vớn, lợp, giăng lưới, đánh bắt thủy sản, bắt đầu cuộc mưu sinh sống chung với những con nước lớn rộng. Vất vả là vậy, nhưng hiện nay các sản vật tự nhiên cũng ít dần đi, điều này đồng nghĩa với việc mưu sinh của người dân cũng ngày càng khó khăn hơn. Ông Nguyễn Văn Tùng, ngụ ấp Bình Quả 2, xã Mỹ Khánh cho biết, trước đây khi mùa nước về, cá rất nhiều
và đa dạng nhiều loại cá đồng. Khi nước chuẩn bị dâng lên, ông chỉ trang bị vài cái giớn, mỗi ngày chạy cả chục ký cá các loại bán cho thương lái hoặc ra chợ cũng kiếm được 300 đến 400 ngàn đồng một ngày. Còn năm nay, cũng với số lượng đó, chị đánh bắt được nhiều lắm là 5 ký cá một ngày. Thu nhập khoảng 150 ngàn đồng, chỉ đủ chi tiêu trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Ngày thì bán, năm nay bán cá cũng, nói nào ngay bán cá cũng cá, ít cá mà năm nay bán cũng rẻ, thu nhập nó cũng ít. Hỏi năm mấy năm rồi, lắm, nó không bằng. Thì cũng mình đang thu nhập thì sống nguồn nước này thì nói nào ngay thì nhờ nguồn nước này thì nhờ giếng này thì sống cũng đỡ, cũng sống được. Chứ không, nhờ tháng nước này. Thu nhập ngày cũng mình tính ra cũng như bổ đồng chắc 150 ngàn. Gắn bó với nghề đẩy cồn hơn 20 năm để săn bắt những sản vật mùa nước tràn đồng, ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn chia sẻ. Mùa nước năm nay lên trễ hơn mọi năm, cả tháng, nên thời gian đánh bắt theo con nước cũng ngắn lại, thu nhập cũng thấp hơn. Mỗi ngày, sau khi chuẩn bị cơm nước theo sẵn cho cuộc hành trình mưu sinh, ông từ xã Vĩnh Trạch chống xuồng đến các cánh đồng tại xã Mỹ Khánh để đánh bắt cá. So với những năm trước, chỉ cần vài tiếng, ông thu hoạch mười mấy ký cá, thu nhập từ 500 đến 600 ngàn đồng một ngày. Nhưng giờ đây, vất vả cả nửa ngày cũng chỉ thu hoạch gần 2 ký cá. Nước lên thì thấy yếu ít cá quá, bị cá nó còn nhỏ, mới đồng mới lên đâu có cá nhiều đâu. Mấy năm trước thì nước xả có cá nó nhiều. Mấy năm trước thì cá thôi, nói nãy giờ sáng giờ 5-6 ký là xiền. Giờ cái gô khuy này kia còn mấy chục ký nữa. Giờ nó kéo không có mấy, cá mắm nữa. Với người dân miền sông nước thì mùa nước tràn đồng cũng là lúc họ bắt đầu bước vào một cuộc hành trình mưu sinh theo con nước. Dẫu cái nghề hạ bạc từ bao đời nay cũng lúc lên lúc xuống như con nước lúc lớn lúc ròng, thì người dân nơi đây vẫn gắn bó với nghề. Bởi người dân quê, đặc biệt là những hộ nghèo, ít vốn, thì mùa nước nổi là mùa ăn nên làm ra, mang đến cho họ thêm nguồn thu nhập. Vì vậy mà mùa nước nổi vẫn là mùa được mong đợi trong năm, với mong muốn một mùa bội thu sản vật khi nước lũ tràn đồng.